công quản hiện nay thì bạn phải đi lâm sàng ở công ty và phải báo cáo bệnh đó và người ta lên được nhá, chứ còn các bạn thì đi hơi một tháng sẽ năm mới được thì đó chi nữa thế được rồi. Cà phê rất nhanh nhá, kết quả rất nhanh, trong khi đó những cái kết quả kia thậm chí mất cả tuần ba ngày rồi đấy mới có kết quả. Và cái gì mình phải ai chấp nhận trong ai chấp nhận đúng không? Do đó chúng ta phải cho bệnh nhân làm, đó là bắt buộc càng phải làm biết để tăng sức chung trên nhỏ các cái màu bệnh phẩm màu bệnh phẩm chỉ có các đơn vị những cái đơn vị phải nói với em thôi, chúng có chi tăng và đây là chỉ có nguyên nhân chúng ta sẽ cho cái máu cái dịch thở hơi nóng lên nguồn và chúng ta sẽ qua thứ những vi khuẩn nhé, những cái tháo hay nó quan trọng mà lai đâu ở đâu đi tổng thể này thôi. Cái cuối cùng á, trong cái cơn trận đó là sẽ có phân biệt một cái trường hợp bị cúm hoặc là láo thở hoặc là tiếp xúc gió tạt những nguyên nhân khác thì tiếp xúc phản ứng hoặc là môi trường bệnh nhân sẽ tiếp xúc chăm sóc những lúc này bạn nói đó nhá. Rồi đối với bệnh nhân hay làm tiếp xúc chăm sóc chứ không phải hoặc là mình là tiếp xúc khác mà không không phải là tiếp xúc nhất cùng cái đó thì cái triệu chứng mà nó tăng cường nó cũng có nên đi bị cùng đó đó bạn bệnh nhân này thì nhìn rất là thấp tính đây có cái cân cuối đó là cái gì đây cái cái đó đó là cái cần phải nhớ thứ nhất là bắt buộc tiêm kháng sinh nếu bạn đã tiêm rồi thứ hai đó là tiêm kháng sinh sớm nhá đã sớm qua bao nhiêu từ mặt năm con 2 đến 3 tuần giờ này tiêm kháng sinh sớm năm con từ mặt năm con 2 đến 3 tuần không sử dụng bao nhiêu uống nhá giáo nữa đó là những cái trường hợp mà chúng ta gặp tình trạng nó dịch nhiều thì chúng ta phải có động thái chúng ta được kiểm soát cái dịch lưu hoặc là sức khỏe nếu không thì bệnh nhân sẽ có các di chứng sau đó của tình trạng đó nhanh và chỉ nữa và cái cuối cùng đó là cho bệnh nhân vận động tăng sở năng tốt nhé, vận động tăng sở năng tốt, vận động ở đấy bao gồm cả vận động phù đồng là vận động chủ động để bệnh nhân phù đồng xin lỗi chủ động dưới được nó sẽ cho phù đồng được để chống cảm tình trạng dai qua nhịp nhàng của phía sau chúng ta cho một những vận động lớn đặc biệt là làm những vận động tăng trang phủ khớp tức là rất là đặc nhé chúng ta là bao nhiêu các học vùng ra trong hoặc là vai mỡ đâu mà có những vận động rất là đặc không phủ được đâu hoặc là bắt của nó dây vận động do đó thứ nhất là chúng ta đưa tình mạch sở cho con hai đến ba tuần và chúng ta sẽ cho những phủ khớp khi đó vận động tăng sở tăng tổ thì cái nhóm kháng sinh chúng ta sẽ đưa cho đó là bệnh nhân này là tụ cầu và nhạy cảm của những sinh viên và sẽ sử dụng các bạn biết như thế này chứ không chắc cũng khó lắm mà chúng tôi cũng là bạn bên mình cũng nhiều lắm trong gian sẽ có những liên quan đến những gì nữa nếu có bệnh nhân này mặc tạng những sinh viên chúng ta sử dụng các bạn như thế này tuy nhiên á là chỉ có một cái như thế này thì ta phải đưa được bỏ đấy phải không phải sáu ba hai chúng ta cũng biết rằng là bệnh nhân này là cụ nhỏ chi nhất còn nếu có không bảy không ra thì chúng ta cũng phải đưa và đưa cho nhỏ cả đô là nhạy cảm Thank you.
dần lưu hoặc là bút phụ trang. Nếu mà lâm sàng sau con hoặc ở tức là tại dần lưu đó và cũng một lần rồi Thank you.